hãy sẵn sàng. Cho những cung đường rực lửa của tháng 9. Mở màn với Formula One tại Zandvoort, Hà Lan. Và những cuộc cạnh tranh của IndyCar tại Portland. Đến với những ngọn núi hiểm trở của Hy Lạp. Vượt qua thử thách tại trường đua Monza. Điểm dừng chân cuối cùng của IndyCar 2022. Và chinh phục những cánh rừng của New Zealand. Cảm nhận adrenaline của tháng 9 trên cả cộng.